Lúc 15 giờ ngày 5 tháng 6 tại quán cà phê Gilex ở số 71 Trần Phú, tổ 24 thị trấn Liên Nghĩa, Công an huyện Đức Trọng đã bắt quả tang Nguyễn Văn Sĩ sinh năm 1964, trú tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, đang bán một gói ni lông chứa chất bột màu trắng cho Nguyễn Thanh Hiền sinh năm 1972, trú tại 8/6 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, thành phố Đà Lạt, với giá 6 triệu đồng. Kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện thu giữ một cân tiểu ly điện tử Sĩ giấu trong người. Cùng thời điểm, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra phòng trọ của Sĩ và người tình là Lý Thị Liên, sinh năm 1966, trú tại ấp 6, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, đang thuê trọ tại 36 Ngô Gia Khảm, tổ 6, thị trấn Liên Nghĩa, và thu giữ 10 gói chứa chất bột màu trắng và một gói ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp. Bước đầu, Sĩ và Liên khai nhận số chất bột màu trắng và tinh thể màu trắng đã bị thu giữ là ma túy do Sĩ mua về giao cho Liên cất giấu, sau đó chia nhỏ để bán lại cho các con nghiện kiếm lời. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Sĩ và Nguyễn Thị Vui sinh năm 1969 tại thôn 2 xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 8 gói ni lông bên trong chứa chất dạng tinh thể màu trắng, 195 triệu đồng, 11 nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc vàng. Sau đó, lực lượng công an cũng đã làm rõ và thu giữ một giỏ sách bên trong có 20 gói ni lông và một gói giấy chứa chất cục màu trắng do Vui chỉ đạo cho con gái là Nguyễn Thị Hoa sinh năm 1997 mang ma túy đi tẩu tán. Bước đầu, Sĩ khai nhận đã mua một bánh heroin tại thành phố Hồ Chí Minh về phân lẻ, cất giấu ở nhiều nơi để bán dần cho các con nghiện.